Alo, xin chào toàn thể anh em. Tiếp tục lại quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì một câu nói rất là quen thuộc và câu nói là cực kỳ là quen thuộc từ trước đến nay của video của mình. Thì anh em nào nghe mà nhàm chán thì cũng thông cảm giúp mình. Mình cũng chả biết là nói câu gì đầu tiên là bắt đầu chương trình nữa. Thì thôi cứ nói vậy thôi, thì anh em nào nghe được thì nghe thôi. Còn anh em nào không nghe được thì cũng thông cảm giúp mình. Thì chương trình hôm nay thì mình lại tiếp tục mình đang bán giúp một cái app bên server mới Chiến Hưng anh em nhé. Server mới Chiến Hưng à, Chiến Long chưa quên mình. Đây, bên server mới Chiến Long. Thì app hiện tại là chuyển sinh 7 cấp 90. Công trạng đã 280k. Anh em nhìn này, danh vọng 28k, sư môn 24k. Thì mình sẽ nói về vấn đề này và cuối cùng là đưa ra giá của app. Cảnh giới võ vương chân khí đây nha. Đêm thì đêm cuối thôi, team xà 4 thôi. Mặt tịch đây nha. Đồng ý cho phát. Lăng ba viên bộ 10 thành em nhá. Đây thì đồ đạc như sau này. Cái này thì mới khả năng 1-6 này. Nón hào hiệp vô hại anh em nhìn này. Nón sinh lực 10k. Áo hào hiệp vô hại, áo tốc anh em nhá. Chưa khả năng cái gì. Chưa có một cái gì đâu. Quần chiến cuồng. Đây là gì nhỉ? Ngọc thì ngọc còn cùi thôi. Ngọc cùi chưa phải lấy ngọc nội công. Nói chung là server mới mà, server mới thì đa phần là app bây giờ nó chỉ tầm như thế này nó cũng ổn rồi. Cũng gọi là chịu đầu tư đấy. Thì app phục sinh bét anh em nhá, phục sinh bét này. Đây, chân khí đây nhá. 2k1 điểm bang cho anh em. Server mới thì mới ra được vài ngày thôi. Đấy anh em nhìn này, lag cực kỳ nhiều này, lag 90. Lag cao nhất đây. Rồi mình xem chút đá nhá. Đây đá đây anh em. Gọi là cũng bình thường thôi, không có gì. Trên đây anh em nhìn này. Định hồn này. Đây là bạn này, bạn ăn Evan anh em ạ. Để mình xem Evan, thấy bạn bảo là Evan đã ăn full rồi. Thì mình cũng chả biết, để mình xem nhé. Đây, mình sẽ bắt đầu thì nhận phần thưởng cuối nước hoa khô này. Thì đã nhận phần thưởng này, đã ăn mắc 2k Evan 1 này. Nước hoa tính chất này, đã ăn mắc cả Evan 2 luôn này anh em ạ. Tốt sắc thiên hương. Rất ăn chơi luôn, chơi luôn cả 3 loại Evan luôn. 3 loại Evan mà anh em biết là bên server mới 3 loại Evan nó như thế nào. Đồ đạc đây nha. Đây đồ đạc đây. Còn cả phù 15 mấy ức này. Nhiều tu chân và nữ hoa cho anh em bán. Ví dụ bán giáp chẳng hạn này. Quân công đại đây nha. Kiểu nhiều định hồn với cả tiểu đây phù đây cho anh em đây. Ok thì tiếp tục này, thì đây có quần tụ khí cho anh em này. Đồ đạc như thế này này. Đây cái giáp này anh em bán cũng là được khối vàng này. Thì hiện tại là tiêu đã ăn full 3 loại event nha. Mà công trạng như thế này thì anh em hình dung là đã nhận được bên server mới thì đã nhận được mắc được cái nhiệm vụ tích lũy này. Đây này, đã hoàn thành nhiệm vụ tích lũy này. Thì mình sẽ kiểm tra số thiên kiêu lệnh nhé. Bên này thì đại sứ hoạt động này, Thanh Long lệnh 4 anh em nhìn này, đại phú ông này, tiêu phí này. Thì đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu phí, tại sao nhỉ? Bởi vì đây, kiểm tra thiên kiêu lệnh thì bạn đã sử dụng được 800, mắc 800 rồi. Thì điểm năng động đổi phần thưởng đây. Hiện tại ác đang là 20k điểm năng động. Đã full 3 loại event anh em nhé, đã full 1, 2, 3 loại event rồi. Ác là 20k điểm năng động. Còn 6k nữa thì anh em chỉ cày trong, anh em chịu khó làm full tất cả các nhiệm vụ này cho mình. Nếu mà anh em mua, đây anh em mua, anh em làm full tất cả các nhiệm vụ này. Đây nhiệm vụ này là nhiệm vụ này này, để mình chỉ nhá. Trăm trận trăm thắng này thì được 3 phe này. Để làm tất cả vụ nhiệm vụ này này, bỏ ra một chút thời gian này. Trăm trận trăm thắng, phó bản này, đi phó bản là xong này, lên sân bạc. Đi chỉ cần vào lên sân bạc là hoàn thành nhiệm vụ. Đánh bại một kẻ này thì đơn giản thôi. Thì làm mỗi ngày được hơn 100 điểm năng động về trong 2 tháng là full 26k.
full 26k thì vừa lên được chuyển sinh 8. Lên chuyển sinh 8, thứ hai là anh em 6 cái cửu thiên vô cực đơn nữa thì là nhận được full hào hiệp vô hạn, 3 món hào hiệp vô hạn cộng với bao tay hào hiệp vô hạn. Và rất là nhiều món giá trị khác, ví dụ đây mình xem nào. Nói chung là bây giờ là anh em là hiện tại nếu mà mua ác về, mình xin nói thẳng này, nếu hiện tại mua ác về thì tức là hai cái phần mà tức là nhiệm vụ tích lũy thủ tính và cái hai nhiệm vụ đại phong tiêu thiên kiêu lệnh thì bạn này bạn đã làm xong rồi, tức là bạn ăn bỏ tiền ra. Nguyên Evan thì cũng phải bỏ ra mất 1.500.000, khoảng 1.500.000 để ăn Evan 3 full 3 loại, cái thứ hai 800 thiên kiêu lệnh thì cũng mất 1.600.000, chưa kể đến những cái thứ khác. Thì anh em chỉ cần làm nhiệm vụ ngày thôi, bây giờ chỉ rất đơn giản, công việc là ngày nào cũng đi làm nhiệm vụ ngày full. Thì cái phần nhiệm vụ ngày thì mình cũng giới thiệu cho anh em qua một chút để làm sao để làm nhiệm vụ ngày. Thì đối với nhiều anh em chưa biết, ví dụ như là tại sao lại có cái chỗ nhiều anh em hỏi thắc mắc là tại sao mà nhiệm vụ thì được 3 phe này, tại sao lại 6-7 cái nhiệm vụ dài tương tuyệt này mà trong khi đây mình có thể 4, đúng không ạ? Thì đơn giản mình sẽ giải thích như sau này. Cái đấy người ta gọi là bung nhiệm vụ anh em nhé. Bung nhiệm vụ thì là như thế nào? Thì anh em ví dụ anh em có rất nhiều ác côn lôn này, côn lôn chuyển sinh 5 này. Chuyển sinh 5 thì anh em sẽ đi tức là nhiệm vụ thì sẽ ở Thành Đô, Biện Kinh và Tuyền Châu. Thì anh em sẽ cho mỗi một ác côn lôn bắt đầu từ Thành Đô, anh em kích vào thế lực 3 phe, ban đầu sẽ nhận được tầm khoảng 3 nhiệm vụ hoặc là 4. Sau đó là anh em sẽ chạy ví dụ từ Thành Đô chạy sang Tuyền Châu, ví dụ nó có được thêm làm nhiệm vụ đâu không, và cứ cho cái ác kia và làm như vậy thì xem được có chỗ nào từ thành nào sang thành nào được nhiều nhiệm vụ nhất thì đó là bung được cái nhiệm vụ nhiều nhất, thì anh em mà sẽ cho cái ác chính của mình làm theo cái ác mà bung được nhiệm vụ nhiều nhất. Ok, thì đấy là cách hướng dẫn của mình. Thì nếu mà làm như thế thì mỗi ngày phải được tầm khoảng 160 đến 170 điểm năng động cực kỳ cao, mà cày trong 60 ngày thì cũng phải lên được 27 đến 28k năng động anh em nhé, tức là cày được mắc luôn cả ấy 2 full 26k đây này. Mình điểm năng động đột phần thưởng này, đây hoàn thành hết rồi này, mốc 22 là đây mốc 22 là chuyển sinh 8 này anh em nhìn nè. Kinh nghiệm này anh em, bây giờ anh em chỉ cần mua vé cày đơn giản thôi, mua cày đơn giản mỗi ngày bỏ ra hơn 100 điểm năng động thì cày tầm khoảng 10 ngày hơn chục ngày là có thể lên được chuyển sinh 8 cấp 90 cấp 10 luôn trực tiếp phục sinh đơn đây. Thứ hai là đợi chút mình nghe điện thoại nhá. Ok thì tiếp tục này, thì điểm năng động được phần thưởng anh em sẽ nhận tiếp tục cày thì nhận mốc 24 đây này, 24 thì đây 24 hiệp nghĩa chi chứng đả thông cảnh giới võ tôn nhiệm vụ hào hiệp vô quần nhá, sẽ nhận được quần hào hiệp vô hạ. Thì cày nó rất là đơn giản, chỉ cần mỗi ngày vào bỏ thời gian thôi, nhận quần hào hiệp vô hạ rất đơn giản. Bây giờ bạn này bạn làm full rồi đây, mình sẽ kích vào 25k nó là chuyển sinh 8 cấp 90, nhưng mà cái này chưa được bởi vì chưa đủ điểm năng động. Chuyển sinh 9 cấp 80 25k5 đấy cho anh em xem này, sẽ nhận được vô hạ hào hiệp lệnh vũ khí. Thì cái này anh em mất 6 cửu thiên một cực đơn là nhận được một full set hào hiệp vô hạ. Chịu khó là cứ mỗi ngày làm full nhiệm vụ được, còn 26 cuối cùng là nhận được một chứng siêu thú đây. Ok thì cuối cùng là giá của ác, giá ác đưa ra là giá đưa ra là bên để mình xem ác giá xem nào. Bên bán người ta yêu cầu là giá là 1.800.000 anh em nhá, bởi vì đã ăn ba loại event và tiêu đủ 800 thiên kiêu lệnh mắc rồi và chỉ có đi làm nhiệm vụ là xong thôi, nhiệm vụ ngày là xong là full được 26k năng động thì ác ra đi 1.800.000. Thì anh em nào mua đây là server mới Chiến Long, mời liên hệ mình nhá, Facebook ác thông tin trắng anh em nhá, ác thông tin trắng chuyển khoản là có ác anh em nhá. Mình cũng lướt qua xem vào này xem có dân chơi đâu chưa nào. Anh em cứ chịu khó đi làm nhiệm vụ này là lên được 22k, 2k là nhận được ấy rồi, nhận được cái nhận được lên được chuyển sinh 890 đây, rất là đông này, bên này đông nghìn này.
đồng mình không click được nổi luôn. Tướng này chắc là lấy ấy rồi. Ông này chắc là đi lấy cái gì nhá, mình cũng quên. À lấy biết rồi cái tốt phái. Bên này rất đông, bên này cũng đang rất đông. Nói chung là xe vàng mới được một tuần thôi mà đông này thì ê, thì clip của mình đến đây thì thôi, thì mình cũng như giới thiệu rồi anh em là mua về thì chỉ việc cày nhiệm vụ ngày thôi là nhận 26k năng động rất là dễ thôi. Full bạn này bạn đã full event rồi, full các nhiệm vụ chính rồi thì anh em chỉ cần làm những cái nhiệm vụ nhỏ nhặt hàng ngày, có thể là mua về nhờ người khác cùng làm thì làm phụ giúp mình luôn, đúng không ạ? Thì rất đơn giản. Tập chiến tập thắng này, nhiệm vụ dân đã full nha, đã hoàn thành hết rồi này. Tập chiến tập thắng ba hội này, ba cái này chưa hoàn thành anh em nhá. Cái gia nhập ba hội thì ok này, anh chiến thần tú thằng anh em đi tuyệt quang là được 100 điểm này, lục điểm cống hiến ba hội cũng được 100 điểm nữa này, là được 200 này. Bang hội vinh danh nữa là được 300 điểm, vậy là chỗ này sẽ được 500, vậy là sẽ được thêm 20k năm. Cái rất là cái đơn giản thôi. Thế thì clip của mình đến đây rồi, thì anh em nào mua thì liên hệ luôn nhé. Thì cuối cùng là chào tạm biệt anh em.